chào mọi người đến với vlog tiếp theo của mình. Mẹ của Bạch đầu bếp mới nói là nó đang ở sau hè nghiên cứu cái gì á các bạn. Đang làm gì bộ? Ôi, mày đi đâu đây nữa vậy? Ngủ mày quay vlog nè. Tao đang nghiên cứu mấy chiếc tàu điều khiển từ xa nè, 11 chế tạo up lên kênh mày luôn. Dạ vậy thôi, giờ qua bên nhà tao quay vlog đi mày. Hôm nay tao bận rồi không có quay đâu. Quay với mày cũng lòng vòng mấy cái thử thách sinh tồn ẩm thực à. Còn chủ đề sáng tạo nữa chi mày? Hôm nay mày tính sáng tạo cái gì đây? Mày thích thuyền thì mình sẽ chế tạo ra những chiếc thuyền chạy bằng động cơ. Giờ mày đi rủ một chiếc sư đệ đi. Ủa, mày không sợ mình làm ra viền chế nó phá hư cái đó hả? Ba người chế tạo ra ba chiếc thuyền. Thằng Chí nó có phá đi chăng nữa thì cũng phá hư chiếc thuyền của nó chứ đâu liên quan gì tới mình thôi đâu. Để đưa cam đây tao kiếm nó. Coi bộ clip này thú vị đó nha mọi người. Mình đã đi tới nhà của ông Chí sư đệ rồi nè. Để đi vô kêu nó ăn cái mới được. Ê, Chí. Hết hồn trời nội, tới nào vậy? Tới nãy giờ rồi, đi quay clip cho tụi tôi nè. Ủa, mà quay clip ẩm thực hay là du lịch vậy? Quay clip sáng tạo. Ây da, tự nhiên nhức đầu quá, Bạch đầu bếp ơi. Tự nhiên nhức đầu vậy? Đầu quá. Tao biết thế nào mày cũng nói vậy mà. Cho nên tao chuẩn bị thuốc sẵn cho mày rồi nè. Bạch đau bụng quá trời, sáng giờ chưa ăn gì chứ. Gì vậy? Đi quay clip mà nhìn đói giết đau bụng tử chết luôn. Tưởng gì đói bụng, chuyện nhỏ. Ăn xài đỡ đi. Mày xe tôi hư rồi. Lụng bánh xúc gì xin tùm lum hết trơn á. Không đi quay được. Tao đã có cách. Bạch đầu bếp, mày có cần phải sống càng tình càng nghĩa với tao như vậy không hả? A few moments later. Sau bao nhiêu sóng gió trắc trở thì ba anh em cũng tập hợp đầy đủ đây để thực hiện cái vlog sáng tạo cho mọi người cùng xem nè. Thì cái quy tắc trong clip này là mình sẽ đi mót rác. Ủa sao đó sử dụng. Nói quay clip sáng tạo mà giờ kêu đi mót rác là sao cho nổi? Chưa nói hết. Mót rác kiếm ve chai rồi từ ve chai nó mới biến thành chiếc tàu. Tao tưởng mày lừa tụi tao nữa chứ. Ở đâu thì mà lừa? Ra là tái chế đồ cũ. Nãy giờ không chịu nói sớm. Mày có cho tao cơ hội nói đâu. Bắt đầu hành trình mót rác đi. Ok. Đó mình cũng đi kiếm luôn các bạn ơi. Đó, đi vô kiếm thử coi cái sọt rác này có cái chai nào làm cái đế thuyền được không. Trời ơi, mấy cái lon này nó đâu có giữ thăng bằng được các bạn. Dạ, đi kiếm vô khác rồi. Ê, cái dĩ trứng này làm đế thuyền là vô địch thiên hạ luôn nha. Về qua cái tô này đi. Đó. Cái mặt gì mà đi mót rác. Hồi sáng giờ kiếm 3-4 nhà rồi đó mà chưa kiếm được cái chai nào ưng ý hết trơn á. Kìa, bên kia có sọt rác. Để kiếm rồi có không? À, mấy cái chai này á thả xuống nước là nó không có tự cân bằng được. À cái này được nè. Mà chai nhớt. Ủa mày kiếm được gì chứ? Tôi kiếm được một đống que đè lưỡi luôn nè. Định kết nó lại giống như mấy cái bè chuối trên sông như đó. Ý tưởng hay ha. Ê ông kiếm được gì vậy? Tao kiếm được có con chai nhớt à, chút xíu làm thuyền đẹp lắm. À ê Vinh kìa. Ủa mày kiếm gì nhanh vậy Vinh? Lấy luôn cái dĩ đựng trứng của mẹ tao luôn mày. Chọn bàn đi. Ê cho tôi chọn bàn này nghe. Bàn này màu hồng, tôi thích màu hồng, nhường cho tôi đi. Trời ơi, trẻ trâu này nó giành cái bàn rồi các bạn ơi. Thôi mình ngồi đây cũng được. Là hồi xưa team Tony cũng đã từng làm một cái clip chế tạo thuyền từ rác thải rồi đó. Nhưng mà tàu của mấy em nó gà quá, xấu mà lại chạy chậm nữa. Hôm nay ba anh em mình sẽ chế ra những cái loại tàu chiến đặc biệt mà thả xuống nước lại chạy nhanh hơn. Nhìn đi, bên tay phải của các bạn là những món ve chai mình làm được. Còn bên tay trái là những dụng cụ để biến chúng thành một chiếc thuyền. Sau đó gắn động cơ vô là xong. Mình mê chế tạo mấy cái loại đồ chơi chạy bằng động cơ lắm. Mua ngoài siêu thị thì nó đẹp thiệt á, nhưng mà nó mắc. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm đồ chơi từ rác thải mà chỉ cần tốn vài ngàn mua cái động cơ gắn vô là xong. Kỹ vô nha các bạn. Làm tới đây mà không kỹ xúc ra là uổng lắm à. Xong. Lá cờ hay tặc quá ngầu. Để coi tàu hai đứa nó làm sao đẹp được như mình không.
hai thằng này nó làm mình ức chế quá ta. Lần trước cái clip vẽ áo á thì vẽ cái hình bự hơn mình, tới cái clip nặng đất sét á thì nặng cái con bự hơn mình, bây giờ tới lúc làm tàu nó cũng làm tàu bự hơn mình là sao? Được rồi. Mày muốn chơi hàng bự đúng không? Được rồi. Con Luffy của mình hoàn thành cũng hơn 50% mà nghe các bạn. Tạo hai đứa bay sao nhỏ xíu vậy? Ủa? Mày xách cái chai đi đâu vậy? Đi làm tàu chứ làm chi? Cái động cơ nhỏ xíu à, sao đẩy nổi cái chai này được? Mày nói đúng. Mình sẽ đi tìm cái chai mới, quyết tâm thắng hai đứa nó mới được. Gắn thêm cái lưới nữa cho tàu mình nó ngầu coi. Tàu dởm á mới cần tới bươm, chứ tàu xịn như mình á phải xài vô lăng điều khiển nha các bạn. Đó, gắn cái chân vịt vô nữa là xong nha. Ban đầu định làm du thuyền 5 sao rồi, nhưng mà quay qua thấy hàng nó làm tàu hải tặc không à, nên thôi quyết định làm tàu hải tặc luôn. Đâu vô đấy hết rồi đó, để thử động cơ cái coi. Trời ơi, mạnh dưới đây, cô biến nẹt lửa luôn nè. Rồi, hàn cái đầu dây điện này lại cho nó dính chắc vô. Cái đầu kia mình sẽ kết nối với cục pin. Đây. Gắn cục pin lên cái nóc tàu luôn là khỏi sợ ướt nha các bạn. Cái chân vịt này nó quan trọng lắm, mình phải bắn keo cho nó chắc vô. Để đang chạy mà nó rớt xuống sông là mất tiêu luôn á. Mình đang làm dây điện để kết nối cục pin với động cơ nè các bạn. Làm mấy cái clip sáng tạo này cũng vui với trời. Máng cộng dây điện vô nữa là tàu hoạt động rồi nha. Các bạn thấy cái động cơ nó mạnh coi kìa. Bây giờ xách con tàu qua khiên chính mới được. Ê anh, làm xong chưa bộ? Mở máy lên chạy coi thử mạnh không. Làm xong nè, động cơ cũng bình thường à. Đâu? Chạy trong coi nha. Đó. Rồi cái tàu ông chạy sao mạnh không? Đâu ông hoạt động tôi coi thử coi. Nói chung là mạnh lắm. Ông cho nó chạy chút xíu nó nổ luôn á. Thôi cái tàu mà chạy chạy chạy. Cái ghê vậy trời. Mà đã bếp, mình làm tới đâu rồi? Mở tao coi thử coi mạnh không? Cũng bình thường à. Đó. Sao vậy? Sao cái hình ảnh này mình thấy nó quen thuộc quá nha. Hình như cái mùa thua cuộc nó quanh quẩn đâu đây á. Để thử cái tàu cái mới được. Ê, sao vậy ta? Do cái đế tàu này nó nhỏ quá hay gì nè. Thôi mình phải độ thêm một cái đế tàu thiệt là bự cho nó vững mới được. Đây, con tàu của mình đã hoàn thành. Nó màu vàng nên mình đặt tên cho nó là Vua Sư Tử nha các bạn. Còn tàu mày tên gì vậy? Hiện giờ cũng chưa biết đặt tên gì nữa. Thôi gọi là Tàu Lao đi. Hả? Tàu Lao? Đúng tàu thật lao. Là một cái tên hay đó ha. Còn tàu của anh này tên gì đây hả? Đây chính là Tàu Hữu. Tàu Hữu? Tàu Lao? Tên hay, tên hay. Ba anh em mình sẽ đi kiếm một cái hầm, sau đó tổ chức đùa tàu. We'll be right back.
chưa ba con tàu, chỉ có con tàu của mình là đẳng cấp nhất thôi. Giờ này ai mà nói điện xong rồi kia dán băng keo nữa, người ta xài công tắc. Chạy nhanh nóng máy thì có bộ tản nhiệt lo, muốn nhanh hay chậm á thì mình chơi tay ga nè. Đó, muốn chạy chậm không? Dặn nhẹ lại. Đi đó tao ơi, ở đó khoe hoài. Rồi, đi thôi, sợ gì? Mình quyết định chọn cái hàm này để tổ chức đua tàu nha các bạn. Đã thiệt nha. Thấy lý tưởng không? Sao đây? Đó, hai anh em thấy cái bến bờ bên kia không? Thấy rồi. Đó, tàu người nào chạy xa nhất, người đó chiến thắng. Ok. Ok. Mình không chán quá, giờ phải cá cược gì đi? Cá cược gì? Đây, sẵn đây tôi có 200 ngàn nè. Mỗi người hùng vô 200 ngàn, ai thắng lấy hết, chịu không? Tàu nãy nay độ mạnh ngửa gáy dữ ta. Trời, thiên tài được quyền gáy chứ. Nhưng mà bữa nay tao đem có 100 ngàn hả, đi quay phim đem nhiều chi? Đó, mày có đem tiền không Vinh? Đi quay phim đem tiền nhiều theo chi mày, để coi coi. Thôi, có 100 chơi 100 cũng được. Nó có đem kìa. Không, 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 cũng không đủ cho mày mượn nữa. Đây, mỗi người hùng vô 100 ngàn. Rồi, mỗi người hùng 100 đi. Rồi, 300. Tàu của ai chạy xa nhất, lấy hết 300 ngàn nha mọi người. Vô, ai đầu tiên, ai đầu tiên? Tao chạy đầu tiên cho. Rồi, bạch đầu bếp chạy đầu tiên nha. Rồi, tao rồi, mày xử lý đi. Đây, rồi. Tao đứng ở đây tao coi. Một, hai, tới. Chơi. Không sao, không sao, không sao, để coi nó lũi vô chỗ nào. Rồi, nó lũi vô bụi chỗ này rồi. Giữ nguyên đây luôn. Đây là cái khoảng cách của mày, để nguyên đó, để nguyên tàu của mày. Bạch đầu bếp, mày để yên tàu nó đi. Dỡ lên, để xuống rồi mày dời, mày ăn gian hả mày? Rồi tới mình nha. Lên công tắc. Đó, các bạn thấy không? Tàu dữ mà, nó đâu có chạy đâu. Phải bắt chớn cho nó ăn cái nữa. Đó. Rồi, giọt nè. Lên thiệt. Cào uống á. Rồi. 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 Thả xuống đi. Các bạn. Buồn vậy. Trời ơi. Gãy lá cờ luôn rồi mọi người ơi. Dục luôn đi. Rồi thả xuống đi mày ơi. Đây con tàu của mình nha các bạn. Động cơ hoạt động cũng khá là mạnh nha. Giờ thả xuống nè. Đâu phải tay bở đâu bây giờ. Dữ vậy. Chạy chậm chạy thẳng luôn ta. Thẳng luôn rồi. Trời nó qua thẳng luôn kìa. Chạy hoài luôn kìa. Dữ vậy. Rồi, rồi quẹo rồi, quẹo rồi. Có bị dướng mấy cái lục bệnh đó kìa. Rồi, vậy rồi xong, rồi. Mình nhớ rồi, lấy tiền. Giờ thả xuống nè. Wow. Đâu phải tay bỏ đâu bây giờ. Đâu phải tay bỏ đâu bây giờ. Rồi Vinh thắng lượm tiền đấy mày. 300 ngàn. Đã thiệt. 300 ngàn tiền thắng cuộc nha các bạn. Mình không phục các bạn ơi. Hồi nãy tàu mình nó chạy dướng chiếc lá nên mới quẹo qua bờ bên thôi. Chứ động cơ mạnh như thế này nè. Tao tiền đâu nữa mà chơi, Vinh mới ăn tiền kìa. Đấu với nó mày, sợ nó hay gì? Rồi vô chơi nó đi. Tiền chơi đây, đó. Rồi vô đi. Đây, đây, tao thi đấu trước luôn nè. Tao không có tiền chứ có tiền tao chơi với mày rồi. Rồi thả xuống trước đi chị. Nè, chơi nha. Vô. Ơi. Đó, 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 em mày. Đang đi, đang thẳng, đang thẳng, đang thẳng. Đừng quẹo con, quẹo rồi. Rồi. Đó, nhìn như mày. Trời ơi, sao chạy được chiêu vậy? Đây, tới tàu mình nha các bạn. Đó, thả tàu xuống nha các bạn. 1, 2, thả đi. Đây, rồi, chạy nha. Thôi. Chưa chắc nhà thắng tôi đâu à. Chỉ thua chắc rồi. Rồi. Chưa chắc đâu, thẳng chưa chắc. Thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn. Quẹo, 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 quẹo. Rồi, dẫn ăn chú nha. Chào mừng vậy. Tàu của con Vinh này nó ghê thiệt luôn á. Chạy chậm mà đầm dữ. Lật thuyền rồi mà còn chạy bình thường luôn. Quá dữ. Đây. Thắng rồi. Vô sư tử đã. Nè lấy tiền nè mày ơi, tao cầm tiền luôn nè. Ê nhét nhét tiền vô trong này đi. Vô rồi. À, còn tiền không chí, muốn chơi nữa không chơi. Chí gà, thằng gà gáy sớm rồi thua à, thấy không? Thì đảm bảo các bạn sau khi xem clip này, mình có thể tự ở nhà lấy ve chai ra và chế cho mình được một chiếc thuyền. Đó, thấy đẹp chưa? Các bạn còn chờ nữa mà không đăng ký kênh. Bấm lại. Bấm lại. Và thả chuông để ủng hộ ba anh em mình nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Wow, nhiều lắm mạch đồ bếp ơi. Đâu đâu, coi. Nè. Quá trời luôn. Rồi bỏ đổ vô đây đi. Ý mình nước lớn á mà còn nhiều như vậy á. Mấy bạn ở trên Sài Gòn sao mà có mấy